đợi đã. Đúng là cái thứ gì đâu không á. Trễ giờ làm là phải làm sao đây? Hình như khi nãy cô chỉ tôi hả? Hả? Gì cơ? Tôi hỏi là khi nãy cô chỉ tôi đúng không? Làm gì có, chắc anh nghe nhầm rồi. Ê, tôi bấm thang giúp cô một lời cảm ơn cô không nói hả? Con gái con đứa kỳ cục. Giờ chỉ có nhắn tin với anh là em mới thấy vui thôi. Sao thế? Công ty cả đống việc. Rồi sáng hôm nay, trong thang máy bị một đứa con trai nào đó không đợi em. Xém đổ là em trễ giờ rồi. Thang máy? Còn nữa, mẹ em lại bắt em đi coi mắt. Em nhất định phải tìm được hoàng tử trong mơ của em. Như vậy thì mẹ sẽ không bắt đi coi mắt nữa. Ê, chưa nữa đi uống gì đi, khát nước quá. Ừ, cũng được. Vậy mình uống trà chanh, trà sữa hay trà đào? Tùy mày. Thôi nghỉ đi. Ê, đợi tao, đi. Ê, mày nhìn có mấy tóc mũi kìa. Đâu? Tại sao lại là hắn ta chứ? Ủa, ai vậy? Bình thường. Mày quen nó à? Không quen. Mẹ mày bảo mày đi xem mắt. Sao rồi, gặp chưa? Không gặp, tao muốn tự tìm hơn. Đấy, cứ gặp đi, biết đâu. Không đi, không đi. Tao muốn tìm một người có sở thích giống tao. Với cả dạo gần đây, tao có quen một anh trên mạng. Nói chuyện cũng ok lắm. Này, mày nhìn nó đi, xinh mà. Tao không nhìn đâu. Nhìn nó một cái thôi. Tao nói điên mày bao giờ chưa? So với cái việc xinh đẹp ấy, thì tao càng thích một cô gái có tấm lòng nhân hậu. Hơn nữa ấy, là phải biết lịch sự. Cô làm cái gì vậy? Anh nói ai không lịch sự hả? Ai nghe thì người đó nhột. Tụi mày quen nhau à? Không quen. Thế mà nói chuyện thử ý nghe ha. Mày lo uống đi. Alo, anh đang đứng đợi em phía trước hả? Được rồi, em tới ngay. Này, cô làm gì ở đây vậy? Cảm ơn anh nha. Không có gì, chỉ là tiện đường thôi. Chúng ta mới gặp nhau hai lần, cô đừng để ý gì nhiều nha. Bây giờ thì thấy anh cũng không đến nỗi quá đáng ghét. Đáng ghét? Tôi đáng ghét chỗ nào? Thì... Lạy trời, đừng quá xấu. Để mình xem thử. Ủa, sao quen quá vậy? Thì ra anh là hạt tử mưa hả? Còn cô là công chúa bong bóng hả? Vậy mà khi nãy tôi còn kỳ vọng là... Là sao? Làm cô thất vọng lắm hả? Không đến nỗi. Anh trong game và ngoài đời khác nhau lắm đó. Nhiều lắm sao? Anh thấy cũng như nhau mà. Không ngờ chúng ta lại quen nhau nhỉ? Đúng vậy. Vậy chúng ta làm quen lại nha. Anh là Trường. Xin chào, em tên Nhung. Em vẫn nợ anh một lời xin lỗi đó nha. Em có biết anh đang nghĩ là tối nào anh cũng giúp em thắng biết bao nhiêu trận game, còn em thì làm anh tức biết bao nhiêu lần không hả? Ê! Hả?